Bạn học ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cô, trong lòng lại điên cuồng chê bai. Ha ha, nhìn cô đắc ý chưa kiểu có tí thành tích lại muốn được tuyển thẳng. Lần này có học sinh chuyển học lợi hại hơn tới, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Điền Điền, trên diễn đàn trường có bài đăng mới, nói học sinh mới chuyển tới làm kiểm tra đạt điểm tối đa. Chẳng phải hôm nay chị cậu cũng tới trường nhập học sao? Không phải là cô ta đó chứ? Kiều Niệm từ sau khi đạt điểm tuyệt đối đã chuyển đi khắp trường, điều này khiến Kiều Điểm lại trở nên đố kỵ. Không thể nào, thế giới này sao có chuyện trùng hợp như vậy? Cô ta giật lấy điện thoại, đưa tớ xem. Nhưng khi nhìn bảng thành tích cô ta không thể không tin, vì khi hai người học tiểu học Kiều Niệm thật sự mỗi lần đều đứng đầu, chỉ là tới cấp 2 mỗi ngày đều phải truyền huyết, cho cô ta thành tích của cô mới tụt dốc. Cô ta có thể thi được vào nhất trung cũng là Kiều Niệm giúp đỡ. Mỗi lần cô ta nhờ Kiều Niệm đoán đề cuối kỳ giúp thì cô đều có thể đoán trúng. Cô gái tóc vàng ở bên cạnh thấy cô ta lo lắng thì vội an ủi cô ấy. Điền Điền, cậu đừng lo lắng, tớ nghĩ chắc không phải cô ta đâu. Nếu thật sự là học bá cần gì bây giờ mới chuyển trường, chắc chắn là lúc đó đã thi vào trường của chúng ta rồi. Chắc trường đã đào được một học sinh giỏi từ trường khác về. Lời vừa dứt Kiều Niệm đã xuất hiện ở góc rẽ. A Điền Điền, là Kiều Niệm kìa. Kiều Điểm chống tay giống như nói, cô cướp uy danh của tôi, cố ý chặn đường Tiểu Niệm. Kiều Niệm căn bản không quan tâm đi thẳng ra phía trước một mình một đường, còn không quên va vào vai cô ta. Ai ra, Kiều Điểm tức giận nhìn theo, cô bạn bên cạnh vội vàng thảo mai. Điền Điền, đừng so đo với loại nhà quê không biết phép tắc. Tớ cá rằng với tính khí xấu xa của cậu ta, chắc chắn sẽ không thể hòa nhập vào trường chúng ta. Kiều Niệm thi xong cần tới lớp điểm danh, vừa vào cửa đã được mọi người chào đón. Cậu chính là học sinh mới chuyển tới à, chào cậu, hôm nay trên diễn đàn trường có người nói cậu thi đạt điểm tối đa thật hay giả vậy? Oa cậu xinh quá, học bá, xin hãy nhận của tớ một lạy. Lúc này một cô gái đeo kính đi ra quản lý trật tự, được rồi mọi người yên tĩnh nào, đừng dọa bạn mới sợ, chúng ta cùng chào đón bạn mới tới nha. Cô gái mặc váy xanh này chạy tới nhiệt tình nắm lấy tay Kiều Niệm, học bá, hay là cậu ngồi với tớ đi vừa hay chỗ cạnh tớ đang trống. A Thẩm Thanh Thanh, sao cậu có thể cướp học bá giữa ban ngày vậy chứ? Đúng vậy, chỗ bên cạnh tớ cũng không có ai ngồi mà. Thẩm Thanh Thanh vô cùng thích các bạn có thành tích tốt. Nào nào, đừng nghe các cậu ấy nói, cậu mau ngồi xuống đi nào. Cậu là Kiều Niệm đúng không? Tớ xem bài đăng về cậu trên diễn đàn rồi, cậu giỏi thật. Ừm, xin chào, tớ tên Kiều Niệm. Vừa biết Kiều Niệm thi được điểm tuyệt đối mắt cô ấy như phát sáng, sau khi gặp người thật lại bị nhan sắc của Kiều Niệm làm cho kinh ngạc. Trời ơi, cô gái xinh đẹp lại có thực lực như vậy thật là trạch nữ. Ôi, là cảm giác rung động, trúng xét với học sinh mới rồi. Sao tay cậu ấy lạnh thế nhỉ, có phải gió thổi mạnh quá nên lạnh không? Thẩm Thanh Thanh quay sang bảo Tiểu Hàm tớ lạnh, cậu đóng cửa sổ vào đi. Trời tháng 8 mà cậu còn lạnh, đóng vào nhanh lên, ừm. Cô gái này chu đáo quá, Kiều Niệm đã lâu không được các bạn quan tâm như vậy, cô cũng có ấn tượng tốt với Thẩm Thanh Thanh. Vậy là quyết định tặng cô một phần quà mà cô gái nào cũng thích. Trời ơi, Kiều Niệm vòng tay này thật xinh quá, cậu tặng cái này cho tớ thật sao? Ừm, đẹp quá. Pha lê bên trong giống như một viên kim cương thật vậy, nó từ đâu ra vậy? Kiều Niệm chỉ khách khi nói cái đó chỉ là món quà bình thường thôi. Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Lúc này điện thoại của cô không ngừng reo lên, là bạn nhắc nhở một giờ sau hàng của cô sẽ được bán đấu giá, dục cô mau tới. Sau khi nhận được tin Kiều Niệm không tham dự cả buổi lễ khai giảng trực tiếp xin nghỉ. Tớ có việc nên phải đi trước, lát cậu giúp tớ xin nghỉ với giáo viên nhé. Hà, cậu định đi đâu vậy? Nhưng mà cô giáo. Này, cậu đợi đã, lát nữa còn có buổi lễ khai giảng học kỳ mới. Đi ra ngoài có một chiếc xe dừng trước cửa trường học nhất trung, lão tổng của tập đoàn Thừa Phong Viễn Vĩnh Cầm lúc này đang ở trong xe đợi ai đó. Lúc này một người đàn ông gõ cửa sổ của cô, Viên Tổng, trùng hợp quá không ngờ lại gặp bà ở đây đấy. Xin chào. Viên Tổng, tôi muốn hỏi tập đoàn Thừa Phong các người lần trước nói muốn đầu tư vào Kiều Thị. Của chúng tôi lúc nào thì có thể nhận tiền vậy? Bà suy nghĩ thế nào rồi? Viễn Vĩnh Cầm dáng vẻ khó chịu hạ cửa xe xuống. Cái này tôi không quyết định được, tôi cũng phải đợi giám đốc ký tên mới được. Vâng vâng, tôi hiểu, chỉ là mấy năm nay tập đoàn Thừa Phong và Kiều Thị chúng tôi luôn hợp tác thân thiết vui vẻ. Tôi nghĩ, cô không có tâm trạng nghe lời thuyết phục của ông Kiều, chỉ không ngừng nhìn đồng hồ thầm nghĩ có lẽ người sắp ra rồi. Vậy là, cô nâng kính cửa lên, Kiều Tổng, sau này chúng ta bàn lại. Lát nữa tôi còn có việc gấp phải làm, ông đi trước đi. Vâng, vậy tôi đi đây. Nếu bà gặp chủ tịch xin nhờ bà giúp tôi hỏi chuyện đầu tư nhé. Một lát sau Kiều Niệm từ trong trường học bước ra, khi nhìn thấy cô Viễn Vĩnh Cầm vui vẻ lên tiếng, bà ta đưa tay ra vẫy vẫy, a ở đây. Tiểu Niệm Niệm sao em chậm thế? Chị Viễn, sao chị lại tới đây? Hải, tiểu tổ tông à, em không tới công ty nên chị chỉ có thể chủ động tới tìm em thôi. Người phòng thiết kế và phòng thị trường đều khổ sở phát khóc rồi. Thế nào rồi, đã có bản thảo thiết kế mới chưa?
thiết kế của em còn không ra, chị sắp bị bọn họ làm phiền chết rồi. Kiểu Niệm nói gần đây em bận đi học nên không có thời gian, mấy ngày tới em sẽ có vẽ một bức, chị bảo hộ xem có dùng được không nhé. Viễn Vĩnh Cầm bảo cô thiết kế chắc chắn không có vấn đề gì, còn nhắc tới vừa rồi gặp ông Kiều, hình như ông ta rất cần gấp khoản tiền chúng ta đầu tư, giờ em định xử lý thế nào? Kiều Niệm căn bản không có chút do dự nào, còn đầu tư cái gì, đi tới khu đấu giá tiêu thôi. Con gái nuôi bị ghét bỏ lại là đại boss của công ty đầu tư lớn tập đoàn Thừa Phong. Không chỉ nắm tài sản nghìn tỷ của công ty, tới lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Bộ Thị trường cũng phải cung kính với cô. Đối với người cha nuôi khinh thường người khác, cô ra lệnh rút đầu tư. Muốn có được tiền của tôi kiếp sau nhé. Cô gái còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã có tiền tiết kiệm hàng trăm tỷ. Không chỉ là bà chủ lớn ở đằng sau công ty trang sức niêm yết quốc tế, cũng là một tiểu thiên tài dược phẩm. Hôm nay vốn là ngày đầu tiên Tử Niệm chuyển trường, nhưng sau khi nhận được tin tức nấm linh chi, kết quả lại trốn học giữa chừng đi đấu giá. Trong phòng đấu giá rất đông người đang ngồi đấu giá. Một cây nấm linh chi thông thường 100 vạn là có thể mua được, lại bị người ở phòng bên cạnh trực tiếp tăng giá lên 400 vạn, cái giá vượt xa với ngân sách ban đầu. Giám đốc điều hành của tập đoàn Thừa Phong sớm đã giúp cô đặt phòng riêng rồi. Viễn Vĩnh Cầm lo lắng quay sang hỏi cô, làm sao giờ mặt hàng này một lần tăng lên 400 vạn rồi, chúng ta có theo không? Kiều Niệm nhìn thẳng vào cây nấm linh chi, đây là thứ cô phải có được, cô để cho Viễn Vĩnh Cầm trực tiếp tăng lên 500 vạn. Viễn Vĩnh Cầm giơ bảng lên, vậy mà đối phương đuổi theo còn nhiều hơn, cô 200 vạn làm bà ta sững sốt. Làm sao đây? Hình như chúng ta chọc vào quỷ rồi, vẫn luôn chào giá cao hơn hẳn chúng ta. Kiều Niệm căn bản không quan tâm đối phương trả giá bao nhiêu tiền, không sao, tiền em có rất nhiều, em lại muốn xem sát vách có thể theo đến mức nào. Được, chị biết rồi, cứ thế là hai phòng cứ đua nhau lên giá, ai cũng không nhường ai. Trong phòng B02 ở bên cạnh, nam chính Diệp Vọng Xuyên bình tĩnh nhìn cây nấm linh chi đó. Vậy mà trợ lý dơ bảng giúp anh lại có chút lo lắng. Vọng thiếu, tôi biết là cậu muốn lấy nấm linh chi để trị bệnh cho tiểu thiếu gia, nhưng đây cũng chỉ là lời đồn mua đắt như vậy, về không có tác dụng thì phải làm sao? Hơn nữa phòng sát vách cũng đã ra tận 800 vạn. Diệp Vọng Xuyên dặn dò trợ lý tiếp tục theo một lần nữa, đồng thời tra xem người ở phòng bên cạnh rốt cuộc là ai. Vâng thưa Vọng thiếu, rồi anh ta cầm bảng lên giá 890 vạn. Chị họ trước khi qua đời giao phó con trai cho anh, bất luận có như thế nào anh, cũng phải thử tất cả mọi cách để cho cậu có thể tốt hơn. Nhưng tất cả điều này Kiều Niệm không hề biết. Tiểu tổ tông, sát vách đã ra đến 890 vạn rồi, chúng ta thật sự còn phải theo hay sao? Cô một mực để cho Viễn Vĩnh Cầm tăng giá trực tiếp ra 1.000 vạn đi, bọn họ muốn tiếp tục tôi cũng có thể theo đến cùng. Lúc này Diệp Vọng Xuyên, biết được người ở phòng bên cạnh là Viễn Tổng của tập đoàn Thừa Phong, một người kiếm tiền từ thiết kế đồ trang sức trước giờ chưa tham gia vào mấy thứ, như y dược, sao lại chạy đến đây mua nấm linh chi làm gì? Anh cảm thấy rất nghi hoặc. Trong lúc anh đang suy nghĩ, nấm linh chi lại bị người khác giành lấy. 1.000 vạn lần hai, chỉ còn một cơ hội cuối cùng, muốn đấu giá thì mau nhanh lên thả búa là sẽ có hiệu lực. 1.000 vạn lần ba, chúc mừng phòng B01 đấu giá được nấm linh chi. Trợ lý nhỏ hoảng sợ đến mức suýt nữa sắp đái dầm rồi. Ôi trời vãi, Viễn Vĩnh Cầm của tập đoàn Thừa Phong đỉnh thật đấy, thế mà lại lấy được thứ mà Vọng Gia mong muốn. Anh vội vàng nói, Vọng Gia, hay là tôi đi liên lạc riêng, xem tập đoàn Thừa Phong có nguyện ý đưa nấm linh chi cho chúng ta hay không. Nhưng Diệp Vọng Xuyên lại nói không cần nữa, nấm linh chi cũng không phải chỉ có một cây, lần sau mua cũng được. Anh liền nhìn thời gian, giờ này chắc tiểu cô nương của anh cũng tan học rồi, bây giờ đi đón cô tan học cũng được rồi. Tôi còn có chuyện, đi trước nhé. Cô hào phóng vừa đi học liền trốn học đi đến buổi đấu giá, một cái giơ tay là 1.000 vạn chỉ để đấu giá một cây nấm linh chi. Thông thường ngay cả những hào phú cũng phải kinh ngạc trước độ hào phóng của cô. Sắp đến giờ tan học rồi, chuyện còn lại chị Viên xem rồi xử lý nhé. Được, em yên tâm, chị sẽ trực tiếp gửi đồ đến phòng khám cho em. Diệp Vọng Xuyên vừa đi ra đến cửa chỗ đấu giá lại nhìn thấy Kiều Niệm đứng ở trước cửa nhìn điện thoại. Diệp Vọng Xuyên nắm lấy tay cô, em không ở trường học sao? Tại sao giờ này lại xuất hiện ở đây? Kiều Niệm có chút không nói nên lời, tại sao ở đâu cũng có thể đụng phải vị đại gia này vậy? Bạn của anh trai đúng là âm hồn bất tán, Kiều Niệm chỉ có thể nói dối. Hôm nay là ngày khai giảng không cần phải học bản thân. Vừa hay nghe ở đây có một tiệm trà sữa có tiếng uống ngon, nên mới dứt khoát đến chỗ này mua trà sữa luôn. Nhưng đây căn bản không lừa được Diệp Vọng Xuyên, cả chỗ này đều là quán rượu, lấy đâu ra tiệm trà sữa. Thế trà sữa đâu? Mua rồi, vị bình thường uống được một nửa thì vứt vào thùng rác rồi. Anh nhìn thấu được lời nói dối của Kiều Niệm, nhưng nhìn thấy cô nói mà không cần chuẩn bị như là nói thật vậy. Trái tim của bản thân liền bị dáng vẻ dễ thương của cô đánh gục rồi. Em chỉ uống trà sữa mà vẫn chưa ăn đúng không? Muốn ăn cái gì, ca ca mời em ăn. Chuyển chủ đề, Kiều Niệm lại chuẩn bị giở trò xấu rồi.
ca ca, thực sự là muốn ăn cái gì cũng mua cho em sao? Trốn học bị bắt được lại còn nói dối lưu loát mà mặt không đỏ, tim không đập, bản thân chỉ là đến đây mua trà sữa, đem lời nói của Diệp Tổng xoay một vòng còn được mời ăn nữa chứ. Đương nhiên, cái gì cũng được. Được, đây là anh nói đấy nhé. Vì vậy hai người đến một tiệm ăn vặt ở bên đường, nhìn những nội tạng động vật ở bên trên dạ dày của Diệp Vọng, Xuyên lập tức không ổn rồi, em quyết định thực sự muốn ăn ở chỗ này sao? Đúng vậy, Kiều Niệm dừng bước chân lại ca ca, không phải anh nói cái gì cũng sẽ mua cho em sao? Diệp ca ca sẽ không nói lời không giữ lời chứ. Diệp tổng soái khí sẵn sàng tiêu 100 vạn mời cô gái ăn tối chỉ vì có thể ở với cô nửa tiếng đồng hồ, nhưng cô gái lại quay người vào quầy bán đồ ăn gọi hai phần mala thang, với giá 30 tệ. Cái này ngon lắm đó, anh có cần để ớt không? Em chỉ cho anh cay một chút thôi. Ok, còn huyết vượng thì sao, có muốn bỏ vào luôn không? Không cần, chỉ cần cho anh một bát bình thường là được. Ồ, thì ra anh không thể ăn nội tạng hả? Không phải không ăn, mà ăn sẽ bị dị ứng. Được, vậy không cần để các loại nội tạng, cho một tí ớt là được đúng không? Em biết rồi. Đây là của anh, không bỏ nhiều ớt. Còn cái này là của em. Tay nghề của bà chủ ở đây rất giỏi đó. Anh mau thử đi, mala thang phải ăn lúc nóng mới ngon. Nhìn đống nội tạng động vật kỳ lạ ở trong bát khiến cho thiếu gia quý báu nhà họ Diệp lần đầu gặp rắc rối. Nhưng nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cô gái, những món ăn vặt đường phố này, thật sự ngon đến vậy sao? Anh vẫn cầm đũa lên thử vài sợi, ai bảo bản thân lại yêu thích cô ấy như vậy chứ? Kể từ khi nữ chính Kiều Niệm lặn xuống để cứu con trai chị họ mình, nam chính Diệp Vọng Xuyên liền mỗi ngày tìm cơ hội đến gần cô gái, vì để được sống chung một mái nhà với Kiều Niệm lại trực tiếp cưỡng bức tiêu 1.000 vạn, để sửa lại biệt thự cao cấp, càng vì để đón cô gái tan học mà rời khỏi. Trước hội trường đấu giá lại không ngờ ở chỗ đấu giá vô tình gặp Kiều Niệm trốn học. Trước giờ anh chưa từng đến nơi như vậy để ăn, bình thường đến đi ngang qua cũng không thích quán ven đường. Hôm nay lại chỉ mong sao mông của bản thân bị dính vào trên ghế. Anh cố chịu đựng cơn buồn nôn và ăn vài sợi phở. Không ngờ, rằng tiệm nhỏ không có gì đặc biệt này lại có thể làm ra thứ ăn ngon như vậy. Mùi vị thật sự không tồi, cũng chẳng trách tiểu cô nương lại đem anh đến đây ăn. Nhìn dáng vẻ Kiều Niệm làm quen với bà chủ lúc gọi đồ ăn vừa rồi rất thân, Diệp Vọng Xuyên bèn hỏi có phải cô thường xuyên đến đây ăn mala thang không? Kiều Niệm bày tỏ cũng không thường tới ăn lắm, dì Trần chủ cửa hàng từng là giúp việc cho cha nuôi của cô ở Kiều gia, bây giờ không làm nữa mới ra ngoài bắt đầu kinh doanh, bản thân liền qua đây giúp đỡ chút. Rau củ và thịt quán đều, do đích thân dì ấy mỗi buổi sáng đến chợ lựa chọn những loại tươi mới nhất đó. So với những món ở các quán ăn gần đây, Kiều Niệm đề cử rất nhiều cho Diệp Vọng Xuyên. Tuy nhiên trong lúc bọn họ đang nói chuyện nghe thấy đằng xa có một nam tử đang hung dữ mắng gì, nghe thấy hình như là tìm gì đòi tiền. Không phải hôm trước mẹ mới đưa con 200 đồng rồi sao? Con lại xài hết rồi hả? Anh ăn trước đi, em qua đó một chút. Kiều Niệm quay người một mình đi qua giải quyết tình huống mới biết được đứa con của dì không có tiền qua đây tìm gì đòi tiền. Có chút xíu tiền thôi đã xài hết rồi, mẹ, đưa con thêm một ít nữa đi. Dì chủ tiệm vội vàng ôm túi tiền ở trong lòng. Số tiền này là dùng để đóng viện phí chữa bệnh cho ba con, không thể cho con được. Đồng bọn ở đằng sau nhìn thấy cậu không lấy được tiền lại công khai chê. Ê, Trần Viễn, mày bao nhiêu tuổi rồi còn chưa cai sữa hả? Mẹ không đưa tiền cũng không dám lấy hả? Trực tiếp lấy luôn là được rồi. Ba mày đã nằm viện hơn 1 năm rồi, lãng phí tiền làm gì nữa, mau chết đi cho xong. Bọn mày câm miệng. Cậu trai nghe lời của đồng bọn chế giễu bố mình như vậy liền đánh đối phương một cú. Má, Trần Viễn, có bản lĩnh ghê, còn dám ra tay với bọn tao hả? Các anh em, lên, phải dạy dỗ nó thật tốt. Dì Trần nhìn thấy con trai đánh người lại bất lực kêu cứu trong nước mắt. Đừng, đừng đánh, các người đừng đánh nhau. Tuy nhiên tên cầm đầu nắm tay lại muốn đánh bà già thối này, đừng cản đường, cút ra chỗ khác. Thấy nắm đấm của tên đầu sỏ sắp hạ xuống lại bị Kiều Niệm một tay ngăn lại. Rác rưởi thì nên ngoan ngoãn ở trong thùng rác chạy ra ngoài ra vẻ cái gì. Anh là loại đàn ông gì vậy lại ức hiếp phụ nữ yếu đuối trên phố. Người gì, không muốn Kiều Niệm bị vạ lây vội vàng bảo cô rời đi đừng chọc giận đối phương. Niệm, con đừng quan tâm gì, mau chạy đi, bọn nó đều là lưu manh côn đồ con đừng chọc vào bọn nó. Mẹ nó, ở đâu ra con nhỏ này vậy? Không mau cút ra chỗ khác có tin tôi đánh cô luôn không? Nhưng Kiều Niệm nhìn quầy hàng của người gì bị bọn côn đồ làm loạn lên, trong lòng vẫn không chịu được bắt bọn chúng đền tiền. Tên đầu gấu nhìn thấy Kiều Niệm có vài phần xinh đẹp, lập tức trở nên vui vẻ muốn trêu đùa. Được thôi, em gái thấy phía trước có một nhà nghỉ không? Hay là em gái cùng với anh trai đây chơi trò gì kích thích một chút đi? Anh chỉ cần chơi vui vẻ, em hầu hạ ca ca xong rồi muốn bao nhiêu tiền cũng được hết, nhưng còn chưa nói xong tay của hắn liền bị bẻ ngược 360 độ. Kiều Niệm móc chân đè hắn xuống dưới đất, cái tên khốn kiếp còn muốn chơi hả? Như này có đủ vui vẻ không? Đủ kích thích chưa? Mẹ,
ở đâu ra con nhỏ thôi tha này vậy, dám ra tay với huynh đệ của tao hả? Người đàn ông còn lại thấy đồng bọn bị mắc kẹt cầm cái ghế nhựa lên ném, về phía Kiều Niệm, lại bị một bàn chân mạnh mẽ đã đến phọt máu. Hóa ra là Diệp Vọng Xuyên thấy tình hình không đúng quyết đoán ra tay, anh bảo vệ Kiều Niệm ở đằng sau dặn dò con gái danh môn không nên đánh nhau. Anh dặn Kiều Niệm ngồi xuống ghế ở bên cạnh sau đó, bản thân ra tay xử lý mấy tên cặn bã còn lại. Nhìn bộ dạng thư sinh trắng trẻo không ngờ rằng còn biết đánh nhau nữa. Một người trong đám đông thấy tình hình nghiêm trọng liền báo cảnh sát. Mau nhìn nè, cảnh sát đến rồi. Sau khi cảnh sát đến liền nhanh chóng sơ tán đám đông, tránh ra, mọi người mau tránh ra. Mau giải tán hết đi, không được ồn ào, không được xem nữa. Đồng thời đưa những người liên quan đến vụ đánh nhau về đồn cảnh sát. Mấy tên côn đồ bị đánh lăn lộn trên mặt đất. Tay của tôi, đau quá chấm hu hu hu. Bụng của tôi sắp chết rồi. Xe cấp cứu, bên này có người bị thương, mau đến đây. Kiều Niệm đang ngồi đứng dậy chuẩn bị rời đi bị cảnh sát ngăn lại. Cảnh sát tưởng rằng là Kiều Niệm gây chuyện trước vì vậy cũng đưa cô lên đồn cảnh sát. Cô gái nhỏ cô không thể đi, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Chủ tiệm nắm tay Kiều Niệm khuôn mặt đầy lo lắng, xin lỗi nha Niệm Niệm lại bị Kiều Niệm an ủi ngược lại. Không sao đâu dì Trần, dì đừng nghĩ nhiều. Mấy ngày nữa con sẽ đến bệnh viện thăm chú Trần, tiện thể mang một ít đồ đến luôn. Người gì nhìn cảnh sát đưa Kiều Niệm đi trong lòng lo sợ bất an. Dẫu sao cũng là, vì chuyện của con trai bà mới khiến hai người họ bị tai bay vạ gió, mới bị liên lụy phải đến đồn cảnh sát. Đột nhiên bà nghĩ tới gì đó, cầm điện thoại lên vội vàng gọi tới một số, nói thế nào Niệm Niệm cũng là con gái của Kiều gia, bố của cô nhất định sẽ cứu cô.